Được, còn hồi nào giờ đông lắm. Gặp em quay có còn đông dữ nữa. Cái này là chị đang ta nồi. Dạ. Bò kho cái tới bò kho mỗi chỗ. Bò kho bán hết bắt đầu mới bán bò chiên. Chiên bò kho sao? 20 mấy tô luôn nha bà, 12 người đó nha. Xin chào cả nhà nha. Ghé lại chị Oanh nha cả nhà. Tại ngày hôm nay á, mình đi ngang đây với lại mình cũng làm gần khu vực này nè. Nên mình ra là một ghé đây để ăn trưa xong rồi sẵn quay cho cả nhà mình. Thì hôm nay là chị bán thứ tư là sẽ làm hủ tiếu bò viên với lại hủ tiếu bò kho nha. À, cả nhà thấy nha. Trời lâu quá. La làng luôn cả nhà ơi, nhưng mà lại đây thì cả nhà vào cái giờ này khoảng tầm 12 giờ đúng á thì hơi đông mất, nên cả nhà chịu khó chờ xíu ha. Để chị làm nha, tại chị Anh cũng có khoảng 3 người phụ hà. Ở đây chỗ chị Anh là Huỳnh Thúc Kháng với Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha cả nhà. Đó, ngã tư Huỳnh Thúc Kháng với Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nói chụp em này về đi nè. Dạ, không thiếu bò chiên. Dạ, chiên về luôn. Để cho em sống bên Nam. Sống dính thở mà. Sắp xỉu hả chị? Dính thở luôn á. Không dính thở hả? 80 hay 80 chị lấy một thở làm sao? Đứng không làm gì, đổ rau, đổ giá giùm mẹ đi. Chưa, sai không rồi, tiền nó không có giảm phần nào. Thấy em phi cho anh Nam. Khách hả chị? Khách á. Khách rồi giờ phụ luôn hả? Không có nhờ sai không mà chứ. Hai bò chiên một bò kho. Bò kho một bò chiên. Nhưng mà khách ăn lâu mới dám vậy chứ anh đúng không? Dạ. Bò chiên đây nè. Chạy xuống. Em chạy lên luôn đi em. Ủa rồi bên kia ai chưa? Đây. Hai thái tô về. Tí em mày làm người ta 12 chiếc tương, xong 12 khách rồi có tí. Ta xuống kìa. Anh Nam lấy tờ lấy cho chấm đi Nam ơi. Chị ơi, mày bánh đi bò kho anh đây. Vâng, rồi đi. Rồi này giống như nè. Đó rồi, thấy tôi nè, chấm một chút. Một bò chiên mà bò kho. Dạ. 12 chiếc chấm á. Vừa tương vừa muối đi. Sắp bàn 12 người ta phải xuống luôn. Rồi cho chú Nam đi, chú Nam ăn gì? Nói mấy hủ tiếu anh Nam. Đủ luôn. Còn anh kia. Viên
đủ vô đi. Để nó không thiếu gì, thiếu một gì gì á. Không bán. Từ từ ai gì cũng bán hết. Đừng nói vậy. Nói quá chừng. Bố kho một viên. Hủ tiếu mềm viên chưa? Mềm viên thôi, lỡ chuẩn mềm luôn đi. Rồi lỡ lỡ để mình. Mềm viên nè. Để mà mấy gì ạ? Mà làm gì nói với mập. Cả nhà thấy là khi ra chỗ của chị Oanh thì rất là đông vui không? Tại vì khách ở đây ăn lâu lắm rồi, chị Oanh mấy cũng khoảng cỡ mười mấy năm rồi đó cả nhà. Đây đây cho đây là ngã tư của Huỳnh Thúc Kháng với Nam Kỳ cả nhà. Đó, ngon chưa? Một tô bà đồng giá 40 ngàn á, theo Ngọc nhớ là như vậy nha. Tại vì giờ chị Oanh bán đông quá nên mình cũng có hỏi được đâu nha cả nhà. Hôm nay là thứ tư, chị Oanh bán thì mỗi ngày 2 món và chủ nhật nghỉ nha. Ba bánh mì bò kho đúng không? Thứ tư thì là hủ tiếu bò kho với lại hủ tiếu màu viên nha cả nhà. Đó. Hủ tiếu mềm đi con. Cho đam cho mập bò kho đi. Bò 50. Đó, có mặn đó. Cho hủ tiếu thêm. Chín tô hủ tiếu bò kho đây hả lợn? Sẽ 4 thằng 4 thôi. Bốn kho một viên trước. Hai người ăn quên ơi, hủ tiếu thêm nha. Cái đặc trưng của chỗ chị Oanh đó là mỗi ngày chị bán những hai món như cả nhà. Một tuần thì chị nghỉ ngày chủ nhật thôi, còn lại là bán đầy đủ hết luôn. Thôi một tí nữa để chụp cái menu để lên cho cả nhà cùng xem nha. Ngày thứ tư sẽ là hôm nay nè. Cả nhà thấy là có hủ tiếu bò viên với lại hủ tiếu mật kho, nhìn rất là ngon. Một tô 40 ngàn nha cả nhà, chị đang múc luôn cho cả nhà cùng xem. Quên nói với cả nhà lúc nãy giờ quay á, tại vì á Ngọc từng ăn rồi cũng từng mê món này rồi của chị Oanh á, hình như 2-3 lần gì đó cả nhà. Thì á món này là chị nêm hầu như tất cả luôn, thì chị nêm rất là đậm đà nha. Trái nước lèo bên kia thấy trong vậy thôi nhưng mà nêm rất là đậm đà nè. Con này bò kho cũng dễ phù hợp với mọi người ở Sài Gòn nha. Các khu chị Oanh thì chủ yếu ở khu vực này là ở mấy cái văn phòng á, ngay đi ngay Takashimaya nè. Vòng vòng đây văn phòng rất là nhiều, và đặc biệt là khi mà lên mạng rồi á thì có khách từ dạ đông quá chừng luôn. Nơi đến nữa ủng hộ chị nữa, tại vì ở đây chị bán thì ở trung tâm quận 1 nhưng với giá 40 ngàn khá là rẻ rồi đó cả nhà ơi. Đây nè, mình chính tôi không tâm nha, chính tôi bà con nè. Mấy bạn mà đặt nhiều là mấy bạn gọi trước chị hả chị? Ở Sài Gòn Center nè, ta dạ. Thợ đơn không có chỗ ngồi, ta đặt mình. Ồ, 12 người luôn đúng không? Cái này có một tô như vậy là 40 đó. Nãy giờ cứ nói cả nhà là đồng giá hết 40 nha. Chỉ có bún thái những ngày kia thì mới là hình như 45 thôi cả nhà. Còn lại là giá rẻ như vậy. Ngày nào cũng phụ những tiếng ngồi vậy.
12 người là mì gói nè, mì tươi nè, cả bánh mì chấm cũng được luôn ha. Bò kho thì tô 40, nãy thử nhắc nhiều lần cho cả nhà mình rồi. Tại vì do là Ngọc thấy mọi người luôn luôn vô hỏi địa chỉ và hỏi giá nên lúc nào Ngọc cũng đè ra để nói về cái địa chỉ hết để cho cả nhà mình đó lưu ý ha. Khi nào mà trong clip thì Ngọc cũng nói hoặc là dưới phần mô tả cũng có nha cả nhà. Cứ gỡ là phần mô tả là địa chỉ với lại thời gian bán của mỗi quán đều có hết luôn. Nói đi em cho chị quanh 20 bánh mì nữa. Thêm nữa này. 20 đi anh. 140 đi. 140. 633 gì nữa? 033. Nói đem chị quanh hai rồi còn Đức Kháng 20 bỏ bên này. Đi quay các bạn. Có tiền rồi bà Tì. Ăn cơm chưa chị? Trời ơi, sáng giờ chưa ăn sáng luôn á cơ. Trời ơi. 9 giờ là ra rồi là tới giờ luôn á. Mình làm từ 3 giờ tới giờ đó. Hồi xỉu sao trời. Còn không nói khán giả đến nào đâu. Cảm ơn anh nha. Ý lên đó là chị bán đông quá, tại vì khách ở đây đi ăn chị rất là nhiều lần lâu á cả nhà nên thành ra là rất là thân. Mỗi lần ghé hay chọc chị Oanh lắm. Mà chị Oanh không có thời gian á, chứ nếu ngày có thời gian là còn đùa hơn nữa cả nhà. Thank you.
mì với bánh mì. Mình cũng mang đi cả nhà. Thì tại vì do là ăn món này rồi, mình quay rồi đó, cho nên thành ra là Ngọc sẽ không có quay lại cái phần ăn nữa. Nhưng mà review là về cái gia vị là đậm đà, đã hợp lắm với người Sài Gòn luôn. Đậm đà là ngon luôn ha. Hủ tiếu dạng như là bò viên thì cũng nước trong, nhưng mà cũng đậm đà luôn nha cả nhà. Có thể là lựa chọn ăn sợi phở. Rồi mỗi người một chén 10 viên. Có thể là mì, một tô 40, có thể là ăn hủ tiếu được luôn, hoặc là cho bánh mì cũng được luôn nha. Đó. Thôi mình sẽ kết thúc video đây, hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Bye bye. Múc giống vậy đi. Để múc vậy đó. Không chịu. Chịu múc lại. Lỡ gì nữa nè, hủ tiếu thì quay. Không rồi đó, giờ bên đây. Hủ tiếu phải không con? Hủ tiếu rồi thò. Để tiền rồi á, để qua ba, để tiền rồi cho anh. Trời ơi. Coi anh à, coi khách chưa có là hỏi cái bình. Một cái bánh mì bò kho. Nè con. Nè lấy chấm rồi đi. Bánh mì bò kho. Bò kho. Ừ. Phi vô. Bò kho trong phi gì? Này là mát rồi chi nè. Nè cho anh nói đi nè, bánh mì bò kho nè. Chị 12 người đúng không? Chưa hả? Ba bánh mì còn ngồi đây. Ôi, hết chỗ ngồi rồi. Hết chỗ ngồi rồi, chị Oanh ơi. À, đằng kia còn hả? Hay rồi. Mày phải không? Anh ơi. Làm đó đi. Anh ơi. Em sắp xếp cho người nào trước sao nha, bệnh chị rồi. Chị đợi đó. Chị quan trọng hồi nãy giờ ở trong không biết làm. Anh ơi, em có 12 người. Dạ, 12 người. Ngồi full bàn luôn, mình hôm nay đến đúng giờ là rất là bất ngờ. Đó, lúc trước là Ngọc biết rằng là chỗ chị là đông lắm rồi, nhưng mà hôm nay thì thấy còn đông hơn cả nhà. Đó, thôi, sức đông như vậy là cả nhà biết ha. Còn món như thế nào thì cả nhà mình mấy khách ủng hộ nhiều lắm như vậy á. Nếu mà chưa thử thì cả nhà nhớ là ghé ngã tư của Huỳnh Thúc Kháng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha. 10 giờ, 9 giờ là chị đã có ra đây rồi, giờ ăn từ từ là được rồi. Tầm khoảng tới chiều luôn nha cả nhà, mỗi ngày 2 món. Mua nữa hả chị? Không, em nhớ chị mua rồi đúng không? Mua rồi đó. Chị một tô vẫn là 40 đúng không chị? Hủ tiếu hay là bò kho gì cũng 40 ngàn hết nha cả nhà. Chạy tô về nhà trước giùm chị đi, hết tô bán rồi, chạy về nhà trước chị. Muốn đũa luôn nha Bình. Cái đó em chị hả? Hôm em bên anh Long á, anh ông bạn chị đó. Dạ, hôm nay ra phụ luôn rồi. Em riêng chị ơi, không có chung. Mấy người lận em? Em trước là 2 viên, 1 kho.